Alo, chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại với series làm game RPG. Ở cuối video trước thì chúng ta đã nói qua việc hôm nay chúng ta làm về hệ thống di chuyển tốt hơn. Tức là khi các bạn nghiêng thì các bạn tự đi thẳng, các bạn qua bên trái thì nó sẽ nghiêng qua bên trái từ từ giống như người thật ha, chứ nó không có bẻ một thẳng một cái qua, rất là không tự nhiên. Cái phần này nó sẽ có chia làm nhiều phần tại nó cũng khá là dài và phức tạp, chứ cũng không phức tạp lắm nhưng mà nó khá là dài. Trước trước tiên thì cái map cái đất này mình làm bự ra, các bạn cũng thích các bạn có thể làm bự ra để dễ thử nghiệm. Chúng ta vào cái thằng nhân vật của chúng ta trước. Như các bạn thấy, nếu mà bây giờ mà chúng ta đi thẳng và chúng ta muốn đi lùi thì nó không được. Nó quay lại nó đi luôn. Trong game RPG thì có những lúc chúng ta muốn đi lùi để chúng ta có thể vừa quan sát phía vừa vừa quan sát phía trước. Ví dụ như có một con quái vật tấn công các bạn đi phía trước thì mình có thể từ từ đi lùi lại để né đòn tấn công nó và sau đó tiến đến đánh nó, chứ chúng ta không có quay mặt đi hẳn như thế này. Thì chúng ta sẽ sửa lại code một tí ở cái phần di chuyển ở đây. Mình kéo nó qua đi. Ở đây chúng ta đang sử dụng control rotation để quyết định hướng đi của nhân vật. Tức là nếu chúng ta ấn S thì nó đi vào cái hướng S, còn ấn A, D thì đi vào hướng A, D. Chúng ta sẽ không muốn vậy. Thì chúng ta sẽ xóa nó đi. Bây giờ chúng ta muốn là khi chúng ta ấn đi lùi thì nó sẽ đi lùi. Nên đi thẳng thì nó sẽ đi thẳng, chứ nó không có quay mặt đi. Quay mặt đi được quyết định bởi cái việc chúng ta quay camera ở đâu ha. Ok, để làm vậy chúng ta rất là đơn giản. Chúng ta chỉ là lấy vector thẳng của nó. Có một hàm có sẵn đó là get actor forward vector, thì kéo vô như này. Tương tự ở đây, đi bên phải thì chúng ta get right vector, get actor right ok xong. Đi lùi nè. Ở đây nó bên đây nó hơi bị kỳ, nếu các bạn ấn này nó sẽ quay vòng liên tục thôi, nó không có đi vào phải nữa. Bây giờ các bạn muốn đi vào phải, các bạn phải quay chuột qua này, quay chuột và kết hợp với lại phím. Nếu như các bạn muốn nó đi qua phải như hồi nãy, chúng ta có thể giữ lại cái nốt kia. Thay chúng ta chỉ bỏ cái này đi thôi. Chúng ta get actor forward vector, còn cái này chúng ta giữ lại cũng được. Thì lúc này nó đi thẳng, nó đi vào phải, nó đi vào phải ha. Đó. Nhưng mà mình thì mình thích cái kia hơn. Là tùy các bạn thôi. Cái đấy là forward vector. Ok. Bây giờ là đi thẳng, đi lùi ha. Có phải thì... Cái này gọi là get right vector mới đúng. Rồi. Thế lại nữa. Ok. Bây giờ đến animation. Chúng ta vào nơi chứa animation. Nó là ở character animation. Trước đó chúng ta có một cái run plane space ha. Nó tức là nó plane animation dựa theo tốc độ. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn nó còn dựa theo hướng đi nữa. Thì trước tiên thì chúng ta phải tạo một cái mới. Plane Space mới. Trước đó chúng ta dùng One D, tức là One Direction, tức là chỉ có một hướng thôi ha. Bây giờ chúng ta dùng Plane Space này, tức là nó hai hướng. Chọn vô cái khung xương mà của nhân vật này, chúng ta đặt sẽ là Strafe Chalk BS. Bạn thấy bây giờ đây nó chia ra hai trục ha. Horizontal axis là trục ngang và vertical axis là trục thẳng đứng. Thông thường thì tất nhiên là vertical axis sẽ là đi lên đi xuống ha, trước hay đi sau. Thì chúng ta sẽ đọc đó là speed forward và đây sẽ là speed right. Đây, chúng ta sẽ sử dụng độ dài là từ -1 cho tới 1, giống như giá trị trên cái nút đi nút ấn của chúng ta ha. AD thì nó đi từ -1 tới 1 và SWS cũng là từ -1 tới 1. Tương tự -1 tới 1 chia nó thành 10 để chúng ta dễ plane animation vào. Save lại. Bây giờ ở lúc speed forward và speed right bằng 0 thì chúng ta có idle.
Kéo thả vô. Các bạn có thể set giá trị nó ở đây, nó set sẵn như mình rồi. Sau khi đi thẳng lên thì chúng ta sẽ bắt đầu đi bộ, walking. Và ở tốc độ cao nhất thì, ở vận tốc cao nhất thì chúng ta sẽ chạy running để lên đây. Có thể để walking ở đâu đó ở đây luôn cũng được. Ok. Đi lùi thì chúng ta có thể để walking backward vô đây. Bây giờ có thể chúng ta nó chưa có gì hoạt động hết tại chúng ta chưa set cho nó. Chúng ta vào Animation Blueprint. Ở đây chúng ta còn đang dùng cái cũ ha. Và dùng cái biến cũ là Speed. Biến này được tính toán dựa trên vector vận tốc của nhân vật. Nhưng mà vector vận tốc của nhân vật vector vận tốc của nhân vật thì luôn trả lại vận tốc lớn hơn 1. Mà chúng ta ở đây chỉ giới hạn chỉ là chỉ 1 tới 1. Bây giờ chúng ta phải làm một chút tính toán để tính ra được để chỉ tích hợp với nó. Giờ chúng ta xóa này đi. Cái này cũ rồi. Xóa luôn cái hàng này đi. Nó còn cái biến đang dùng. Xóa này đi. Xóa được. Bây giờ chúng ta tạo một biến mới, nó là speed forward và speed right. Đây là float. Bây giờ chúng ta cần tính toán thì để nó gọn thì chúng ta có thể tạo một cái hàm là chúng ta nhét mọi thứ vô. Ta sẽ đặt là calculate speed right and forward. Ở đây thì chúng ta gọi nó để nó tính toán liên tục. Để trả giá trị cho chúng ta. Ở đây chúng ta chỉ việc kéo thằng tạo vô. Nó hỏi hai giá trị là speed right và speed forward đúng không? Chúng ta để speed right vô. Từ speed forward. Bây giờ chúng ta bắt đầu vô đây tính toán nè. Bây giờ các bạn để ý là mình sẽ nói sơ qua về việc tính toán. Thì trong hình học không gian 3D chúng ta luôn biết là có vector 3D và có những cái phép toán giữa các vector đó. Thì ở đây chúng ta sử dụng tích vô hướng. Các bạn nếu các bạn mà không rõ tích vô hướng thì các bạn có thể Google ra tích vô hướng. Thì mình nói đơn giản luôn là tích vô hướng giữa hai vector A và vector B. Nếu mà chúng ta lấy một vector A là vector gốc và lấy vector B thì tính tích vô hướng sau vector A nó sẽ trả lại tỷ lệ, nó sẽ trả lại độ dài giữa hai vector đó. Ở đây chúng ta cần tính, ví dụ như chúng ta đi về phía trước đúng không? Thì chúng ta có một vector là vector forward vector. Trước tiên thì chúng ta lấy cái thằng nhân vật chúng ta đã, try get pawn owner. Lấy lại thằng nhân vật chúng ta nè, chúng ta lấy get forward vector. Đây là trả vector phía trước chúng ta, luôn luôn vector này luôn luôn ở phía trước chúng ta, cho dù chúng ta quay đi đâu nữa thì nó luôn luôn là vector phía trước chúng ta. Và chúng ta lấy vector để tính thứ hai là vector vận tốc ha. Thì sau đó chúng ta sẽ dùng tích vô hướng trong tiếng Anh nó gọi là dot product. Đây là 2D ha, đây là tích vô hướng của vector 3. Chúng ta nối kẻ kéo thả vô như này. Dot product này sẽ trả lại độ dài thích ứng giữa vận tốc và giữa vận tốc so với lại vector trước chúng ta. Tuy nhiên là cái vector này nó trả lại thì nó sẽ lớn hơn một đúng không? Mà chúng ta muốn là một một là tỷ một là giống như là kiểu là 100% á, còn trừ một là âm 100%. Thì chúng ta muốn tỷ lệ để chúng ta gắn vô kia. Thì ví dụ các bạn nói nhưng mà vận tốc của chúng ta là 0,5, tức là 0,5 vận tốc tối đa của chúng ta là 600. Thì nếu như mà speed forward chúng ta là 0,5 tức là chúng ta đang ở vận tốc là 300. Và nếu mà speed forward chúng ta là 1 tức là chúng ta đạt vận tốc tối đa tức là 600. Và tương tự như vậy. Thì đây là phép tính của nó. Các bạn chia cho float nè. Chúng ta chia cho vận tốc tối đa của chúng ta. Thì có một cái tip để chúng ta làm việc hiệu quả hơn là chúng ta nên set vận tốc tối đa để vận tốc tối đa thành biến. Chúng ta có thể dễ dàng
lấy được nó ở bất cứ mọi đâu mà không cần phải đổi thay đổi giá trị. Rồi, chúng ta có thể vào đây và chúng ta là tạo một biến, ta đặt đó là max speed, giá trị là float, và trong construction script, tức là cái này nó sẽ chạy trước khi mà thằng nhân vật chúng ta được tạo vào trong thế giới, thì nó sẽ set ta set tốc độ của chúng ta, set max speed, set max warp speed đây. Này kêu hãy vô như này. Và đồng thời chúng ta nên tạo một biến là max sprint speed, đây là tốc độ khi chúng ta chạy ở giữa ship á. Ok. Max speed chúng ta đặt như chỉ trước là 150. Compile lại. Chỉ sprint chạy chúng ta là 600 đúng không? Ta có thể kéo thả như đây. Max speed. Còn này nữa. Speed. Như này thì sau lần sau các bạn nếu muốn sửa giá trị của nó các bạn chỉ cần sửa trong đây ha. Chúng ta không cần phải sửa từng cái rất là tốn thời gian. Ok, qua đây ta cần chia cho tốc độ tối đa của chúng ta. Ở đây tốc độ tối đa là tốc độ tối đa chúng ta có thể đạt được, tức là 600 tốc độ chạy. Thì để lấy được biến đó thì các bạn phải lấy địa chỉ tới thằng nhân vật này. Ở đây nó đã trả lại cho chúng ta thằng nhân vật gốc, tức là cái class mẹ của nó là pawn. Và nếu mà chúng ta muốn access đến chúng ta muốn lấy từ class con của nó, tức là class này nè. Class con của nó là class character, và con của character tức là class của chúng ta, thì chúng ta phải làm một phép cast vô. Ta cast vô thằng nhân vật này. Ta có thể chuyển sang pure cast. Get max sprint speed. Đây. Chia nó ra. Và set nó lại là speed forward. Như này. Ok. Thì chúng ta có thể test thử. Đây lên nè. Đây lùi nè. À, rõ ràng đang chạy animation đi lùi ha. Chứ nó không có đi cái animation đi lên mà nó kia nữa. Mình không biết tại sao nó giật vậy, có thể là do animation. Chạy nó đi lùi. Ok. Tương tự với lại speed ride ha. Chúng ta cũng làm phép tính tương tự. Chúng ta có thể kéo cái đống này luôn. Là đây set speed ride. Tại vì đây là forward vector thì chúng ta lần này sẽ lấy là get right vector, vector bên phải nối vô chia đây. Chúng ta có thể lấy max warp speed cũng được. Vì chúng ta chưa quyết định là bên đi bên phải thì tốc độ nó sẽ như thế nào nên tạm thời chúng ta cứ dùng max sprint speed. Bây giờ nó sẽ không chạy tại vì chúng ta chưa có setup mấy cái animation cho việc chạy bên phải bên trái ha. Nó giờ nó chỉ là như nhau hết thôi. Cái đó thì mình sẽ để ở video sau ha, tại video này khá là dài rồi. Lần sau nếu như các bạn mình sẽ làm là khi chúng ta di hẳn như này và chúng ta muốn rẽ trái thì nó sẽ nghiêng người từ từ qua, hoặc là nó sẽ đi vào hướng, nó sẽ có một animation chạy về hướng bên trái ha, cho nó đẹp và nó tự nhiên hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn video sau.